Kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 10 có những nội dung chính sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 22, chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại xã Con Pờ Nè, huyện Cờ Bàng. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Sáng nay ngày 7 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 22 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở ngành của tỉnh. Trên cơ sở dự kiến nội dung chương trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại hội nghị, qua thảo luận, các đại biểu đã thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 22 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 14 tháng 10. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong một buổi tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, sẽ xem xét quyết định đối với một số báo cáo và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên nêu rõ, nội dung chương trình của kỳ họp thứ 22 chuyên đề sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng mang tính cấp bách, trong khi đó thời gian để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp còn rất ít, do đó đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ 22 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần sẻ chia, hướng về những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại xã Con Bờ Nê, huyện Cờ Bàng. Tại đây, nhiều phần quà có giá trị đã được khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh trao tặng cán bộ nhân dân và các trường học cùng các em học sinh. Đây là những món quà có ý nghĩa thiết thực để động viên bà con và các cháu học sinh ở xã vùng khó Con Bờ Nê tiếp tục vươn lên, có cuộc sống tốt hơn. Với tình cảm dành cho bà con nhân dân trên địa bàn xã và các em học sinh nơi đây, qua khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi tặng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Con Pờ Nè một bộ cồng chiêng với mong muốn giúp nhà trường và các em học sinh có thêm điều kiện để gìn giữ và phát huy văn hóa đặc sắc của đồng bào mình, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tại buổi lễ, nhiều phần quà giá trị, đồ dùng, dụng cụ học tập cũng đã được các cơ quan đơn vị trao tặng trường mầm non Con Pờ Nè và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Con Pờ Nè, đồng thời trao tặng tiền mặt để giúp các nhà trường có thêm điều kiện chăm sóc nuôi dạy học sinh bán trú. Trong đó, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy hỗ trợ 10 triệu đồng, Ban dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ 10 triệu đồng và Đài phát thanh truyền hình Gia Lai hỗ trợ 5 triệu đồng. Con rất vui khi được các chú ngoài kia tặng cồng chiêng. Chúng con sẽ cố gắng tập để lưu trữ truyền thống của chúng con ạ. Phần quà của các cơ quan khối đảng tỉnh đã gửi đến cho nhà trường và các em học sinh thì đó là những món quà rất là to lớn và ý nghĩa đối với nhà trường và các em, hỗ trợ rất là nhiều trong công tác là giảng dạy cho chúng tôi cũng như là công tác là nuôi ăn bán trú của các em. Bên cạnh đó còn có quà của đồng chí Bí thư tỉnh là một bộ cồng chiêng giúp nhà trường phát triển cái văn hóa của người dân đồng bào dân tộc hiện nay tại địa phương. Cùng với đó, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh đã trao tặng 171 bồn nước, 800 cây mắc ca, đồng thời Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình ông A Hờ Nớ ở thôn 2 xã Con Pờ Nè là bệnh binh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 80 triệu đồng. Được biết, tổng trị giá các phần quà khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai trao tặng cán bộ nhân dân và các trường cùng học sinh ở xã Con Pờ Nè là 450 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, công chức các cơ quan trong khối thi đua đóng góp và vận động hỗ trợ. Đây là một trong những phần quà rất là ý nghĩa thiết thực gắn liền với cái đời sống của người dân và các cháu học sinh trên địa bàn. Thì cũng qua đây thì chính quyền cấp ủy địa phương sẽ vận động rồi động viên các cơ quan đơn vị trường học và các hộ dân
ở trên địa bàn sử dụng có hiệu quả, ý nghĩa. Từ đó thì sẽ động viên tinh thần, khích lệ người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Dịp này, cán bộ, công chức khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Cờ Rong, huyện Cờ Bang, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhân dân từng công tác, sinh sống tại vùng căn cứ cách mạng Cờ Rong, góp phần làm nên những thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đề xuất bổ sung, điều chỉnh kế hoạch ứng vốn năm 2024 của Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai. Nông dân huyện Chư Prong chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cà phê hướng đến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trao 4 con bò sinh sản hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Gia Púc, huyện Chư Prong. Tổng kinh phí mua bò hỗ trợ là 50 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh. Việc hỗ trợ sinh kế này góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống và sớm thoát nghèo. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển khai các khóa đào tạo hồi sinh tim phổi cơ bản, hồi sinh tim phổi nâng cao theo tiêu chuẩn Mỹ và cấp cứu chấn thương quốc tế cho khoảng 30 nhân viên y tế của bệnh viện. Trong thời gian một tuần, các học viên của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực hồi sinh tim phổi cơ bản, bao gồm cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người lớn, trẻ em và trẻ nhũ nhi thường gặp trong các trường hợp điện giật, đuối nước, sặc dị vật, sử dụng máy khử rung, sốc điện tự động cấp cứu các trường hợp sặc dị vật, đường thở cho người lớn và trẻ em, phối hợp cấp cứu ngừng tuần hoàn theo nhóm. Bên cạnh đó, các học viên được đào tạo về hồi sinh tim phổi nâng cao như nhận biết và xử trí sớm các trường hợp ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn, nhận biết và xử trí hiệu quả hội chứng vành cấp, đột quỵ cấp, nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm theo các phác đồ cấp cứu của AHA, cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao cho người lớn, bao gồm ép tim, sử dụng mặt nạ thổi ngạt, máy điện tim. Đối với mảng cấp cứu chấn thương quốc tế, các học viên được tìm hiểu kỹ hơn về bệnh lý chấn thương và đánh giá hiện trường, từ đó can thiệp đúng và hiệu quả các yếu tố đe dọa tính mạng của bệnh nhân do chấn thương gây ra. Trong thời gian tới, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân khi đến đây khám và điều trị. Năm 2024, kế hoạch ứng vốn của Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hơn 728,9 tỷ đồng cho 18 dự án. Theo đó, số vốn đã ứng các địa phương tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2024 là hơn 112,2 tỷ đồng với 4 dự án. Tuy nhiên, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai đã tổng hợp và có tờ trình số 05 ngày 12 tháng 9 năm 2024 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ sung điều chỉnh kế hoạch ứng vốn năm 2024 của Quỹ Phát triển đất. Trong đó, đề xuất bổ sung 2 dự án vào danh mục kế hoạch ứng vốn năm 2024 với số vốn đăng ký hơn 15,9 tỷ đồng, gồm dự án đường phía đông thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pứ và dự án đường nội thị huyện Phú Thiện. Điều chỉnh giảm số vốn đăng ký từ hơn 728,9 tỷ đồng thành hơn 635,5 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án không ứng vốn với số tiền hơn 102,5 tỷ đồng. Ngoài ra có 2 dự án giảm số tiền đăng ký ứng vốn là 6,8 tỷ đồng, gồm dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ và dự án đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư quy hoạch tổ dân phố 6, huyện Đức Cơ. Thưa quý vị và các bạn, cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Chư Prong nói riêng. Trong những năm gần đây, cây cà phê mang lại thu nhập ổn định cho người dân và là mặt hàng chính trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Vì vậy, cùng với địa phương, các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện Chư Prong luôn chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cà phê để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Trên diện tích hơn 3 hectare của gia đình, anh Nguyễn Tiến Thành ở thôn Tiến Hưng, xã Gia Phìn, huyện Chư Prong, chủ yếu trồng cà phê. Cà phê được chăm sóc, thu hoạch, chế biến theo quy trình nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm ô cốp 3 sao với nhãn hiệu cà phê Chư Prong. Từ việc phát triển sản phẩm cà phê của gia đình, anh đã liên kết với người dân trên địa bàn để phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng sản phẩm cung cấp thị trường. Khi mà xác định phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao và tiến hành sản xuất chế biến sâu
xây dựng cái thương hiệu cà phê Chư Bông cho gia đình và cho địa phương. Sau một thời gian triển khai với mô hình Giang Xay và khởi nghiệp về từ cà phê sạch thì hiện tại tôi đã có một số thị trường ổn định như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung và một số thị trường ở khu vực phía Bắc. Hiện nay, một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chư Prông đã chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, chế biến, từ đó tạo ra nguồn hàng cà phê chất lượng, đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời chú trọng phát triển vùng nguyên liệu cà phê với các chứng nhận tiêu chuẩn, cà phê đặc sản nhằm đáp ứng nhu cầu của các nước. Công ty chúng tôi có tiêu chuẩn FDA để có thể xuất khẩu đi Mỹ và tiêu chuẩn ISO đáp ứng các cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra thì công ty chúng tôi đăng ký dưới thương hiệu là VCU. Đối với những cái sản phẩm như cà phê đặc sản thì chúng tôi sẽ phải hướng dẫn nông dân để nâng cao cái kỹ thuật sản xuất. Chúng tôi cũng yêu cầu cái tỷ lệ cà phê trái chín cao dần lên qua từng năm. Và hiện tại chúng tôi cũng đã xuất khẩu thành công sang cà phê đặc sản sang thị trường Nhật Bản. Với những thay đổi của người dân về tư duy sản xuất, sự đầu tư của các doanh nghiệp và sự quan tâm của địa phương đã tạo đà để nâng cao giá trị, thương hiệu và tăng tính cạnh tranh của cà phê Gia Lai trên thị trường trong và ngoài nước. Cùng với mức giá cà phê cao như hiện nay là những tín hiệu vui cho người nông dân trong niên vụ 2024-2025. Đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.